Chào mọi người. Nay website cameraquaylen.com.vn giới thiệu các bạn thiết bị định vị nghe lén siêu nhỏ ngụy trang bằng cục sạc pin iPhone hoặc Samsung. Đấy, đây tôi lấy cái cục sạc pin tôi bỏ lắp ra để mà cho các bạn dễ hình dung này. Đây. Đây là cục sạc pin chúng ta này. Bên trong này tôi có cài một cái sim điện thoại này. Đó. Đây. Đây là khi tôi lắp nó vào thì nó sẽ hoàn chỉnh như thế này. Đây. Các bạn này. Đó đây, thì tôi đậy lắp vào và tôi dán keo cái là dùng ok đó. Đây, tôi sẽ lấy và cắm vào nguồn điện này cho các bạn dễ hình dung này. Đây là sản phẩm độc quyền, chỉ có shop chúng tôi mới có thôi. Đó, đây, giờ tôi sẽ cắm nguồn điện vào này. Đây, các bạn thấy không? Đấy, nó đã sáng lên rồi đó. Giờ tôi sẽ sử dụng cái chức năng sạc pin của nó này. Trước tiên tôi sẽ sử dụng cái chức năng sạc pin cho điện thoại của nó này. Đây. Sạc bình thường nha các bạn nhé. Đó, đây. Dùng ok thoải mái luôn. Nó là ngụy trang cục sạc pin iPhone chính hãng nha các bạn nhé. Đây. Đây, nó có chữ và có thương hiệu của Apple này. Đây là số ID gắn trên cái thiết bị định vị nằm trong máy nghe lén nằm trong cái cục sạc iPhone này. Đó, đây, đây là cái dòng đời cũ này các bạn này. À, nhìn nó to và nhìn nó rất là thô, nó không phải là đúng thương hiệu của Apple. À, các bạn nhìn này, đó, rất là nhỏ xinh. Đấy, nó là đúng chính hãng luôn nhé các bạn nhé. Đó, đấy, tôi lấy ra để tôi so sánh. Đây là cục sạc pin Samsung này các bạn này. Đó. Thiết bị này chúng ta là khi nó có cái cục pin ở bên trong, khi chúng ta cầm đi đút vào túi các thứ nó vẫn hoạt động được khoảng 1 đến 2 ngày các bạn nhé. Vẫn được hoạt động nghe lén và định vị. Giờ tôi sẽ sử dụng cái chức năng nghe lén của nó này. Các bạn lấy điện thoại ra. Và các bạn vào phần soạn tin nhắn này. Bạn vào phần soạn tin nhắn nha. Các bạn soạn tin nhắn cú pháp như sau này. 000 3 số 0 nha các bạn nhé. Thăng số điện thoại các bạn. Không, số điện thoại của tôi là 0941089888. Và kết thúc phím thăng. Các bạn gửi đến số ở trong cái thiết bị định vị nằm trong cái cục sạc pin này nha các bạn nhé. Đó, đây là cái sản phẩm siêu hot vô cùng, ngụy trang thật sự là kín đáo, không thể phát hiện được. Rồi nó sẽ trả lời lại cho chúng ta một cái tin nhắn. Giờ tôi sẽ sử dụng cái chức năng nghe lén của nó này. Alo, alo. Đó, nó tự động nó bắt máy nha các bạn nhé. Tự động bắt máy luôn. Đấy. Giờ tôi sẽ tắt đi và tôi, các bạn có thể sử dụng chức năng tự động điện lại của nó cũng được. Các bạn soạn tin nhắn 3 số 3. Các bạn gửi đến số nằm trong cái cục sạc này nha các bạn nhé. Nó sẽ trả lời lại cho chúng ta một cái tin nhắn. Lát khi có âm thanh, đó, nó đã trả lời lại cho chúng ta một cái tin nhắn như này. Stop can alarm, nó có nghĩa có, khi có âm thanh, có rung động, nó sẽ tự động có điện lại cho chúng ta. Đó. Lát nó điện lại cho chúng ta giờ đấy. Giờ trong cái thời gian chờ đợi, các bạn vào sự tải app để sử dụng chức năng định vị nó này.
Đó, đây, nó tự động điện lại chúng ta này. Tôi nghe này. Alo, alo. Alo. Alo, alo. Đó, nghe rất rõ và nét nha các bạn nhé. Giờ tôi sẽ hủy cái chức năng tự động điện lại đi. Soạn, các bạn soạn 3 số 5. Các bạn gửi đến nó sẽ trả lời cái tin nhắn là hủy cái chức năng tự động điện lại khi có âm thanh. Các bạn tải app định vị, dùng định vị về này. Thì các bạn sử dụng hệ điều hành iOS thì các bạn vào App Store. Đấy, tin nhắn lệnh đã trả lời là hủy chức năng tự động điện lại này. Hoặc các bạn sử dụng hệ điều hành CH Play, các bạn vào cửa hàng ứng dụng CH Play, các bạn tải đây, các bạn vào tìm kiếm này. Các bạn gõ từ khóa 365 GPS. Đó. Đây, đây cái biểu tượng app định vị nó đây, các bạn mở lên này. Mở lên. Nó sẽ tải về cho chúng ta. Đó. Giờ các bạn muốn sử dụng chức năng định vị thì các bạn hãy điền số ID của nó ở đây, dán trên thân máy này. Các bạn điền hết dãy số này vào cái dòng đầu tiên. Bắt đầu từ số 35. Đó. Và dòng thứ hai là path của nó 123456. Các bạn có thể vào tải, các bạn có thể vào quét mã vạch cũng được. Nó rất là nhanh, nó tự động nó điền cho chúng ta. Nó tối. Đây, tôi sẽ điền thủ công. 9 3 3 9 0 7 5 2 0 8 3 7 9 1 2 3 4 5 6. Mật khẩu mặc định nó là 123456 các bạn nhé. Các bạn bấm vào login này. Nó sẽ ra các biểu tượng như này. Đây biểu tượng định vị này, trực tuyến này. Đấy, các bạn thấy không? Ở địa chỉ rất là chính xác luôn. Địa chỉ của tôi là Hà Nội Trung Hòa, số 67 đường Lê Văn Lương. Địa chỉ tôi hiện tại đang ở số 67 đường Lê Văn Lương nhé các bạn nhé. Đó, đây, nó có bản đồ vệ tinh này, hoặc là chỉ đường các thứ. Đây là các bạn muốn xem định vị thiết bị, cái thiết bị này đang ở đâu thì các bạn vào track này nhé. Hoặc cái biểu tượng thứ hai playback này, nó là lịch sử hành trình này. Các bạn có thể điền ngày giờ này. Đó, ngày giờ các thứ vào là nó sẽ ra được lịch sử hành trình di chuyển của nó trong cái thời gian đó. Các bạn bấm confirm nó sẽ ra. Hoặc đây là khoanh vùng thiết bị để khi thiết bị dịch chuyển qua khoảng 500m hay là bao nhiêu đó. Đây là hàng rào địa lý, hàng rào cảnh báo đó. Khi thiết bị dịch chuyển qua cái vạch đỏ này, nó sẽ báo động chúng ta là thiết bị đang di chuyển và đã di chuyển qua. Đấy. Đấy, là tôi đã sử dụng cái chức năng định vị và nghe lén của nó ngụy trang bằng cục sạc pin iPhone hoặc Samsung. Đấy, shop chúng tôi chuyên làm những cái đồ công nghệ về nghe lén và định vị. Các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đây, hoặc các bạn truy cập vào website camera-quay-lén.com.vn để tìm hiểu và biết được thêm các thông tin. Các bạn xem và hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh chúng tôi để các bạn sẽ nhận được mã giảm giá 10% khi mua hàng.